Ok nhá, xin chào thầy các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về Hải Tặc 568 đến với lại ngày cuối của quan tịch cũng như là ngày cuối của tiêu hao vàng để chuẩn bị sang cái tuần thương thành bùng nổ. Giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Cái sổ số mình ấy chưa nhỉ? Chả nhớ ấy chưa nữa. Ấy rồi à, cái này như chưa sao? Thôi bỏ qua đi. Nhà xưởng Vega Fang à, không từ từ vào trong ấy chứ. Giảm giá hạn chế chứ. Có những cái không muốn mua nhưng mà nó cần thiết quá phải mua thôi, ví dụ như là Haki. Cũng chả muốn mua đâu nhưng mà cái này bắt buộc phải mua thôi. Mua sẽ là mình vượt qua số vàng quy định một tí nhưng mà thôi chấp nhận vậy. Còn ba món còn lại thì bỏ nhé. Tuần sau hy vọng sẽ bán được thứ mình cần. Hôm nay quan tịch như thế này còn thấy là 7.400 so với 3.200 gần như chắc ăn chắc là chả ai úp sọt mình trong phút cuối đâu. Mình nghĩ cái số lượng điểm thế này chả ai úp sọt mình đâu. Nên chắc là không sao đâu. Tiêu hao vàng lên cũng mất gần 100k tới phát sinh cái quả Haki nhé. Quả Haki mình phải mua thôi. Còn nếu không phát sinh Haki là cũng chỉ hơn khoảng tầm 5-10k thôi. Mà phát sinh quả Haki là vượt hơi nhiều. Nhưng mà so lần trước là đỡ được khoảng tầm 4-50k vàng rồi đấy. Nói chung phải giảm từ từ, không thể giảm nhanh được. Tại vì rất nhiều cái nó quan trọng quá, không thể không mua được. Vì trong cái giai đoạn đang muốn lên nhiều tướng. Và cái Haki bá vương nếu mà dư thì để nâng tiếp con main nữa. Thì con main nói vậy thôi, về sau khi mình lên đồ phổ main nó là con vai trò lớn ấy. Nên ra lượng Haki bá vương nó nhiều hơn cái lượng Haki Sura thì không sao cả. Thì còn cái Haki địa hạt mà. Thì mình nâng tiếp con main để rất là thấp. Chẳng qua mình đã ưu tiên nâng tướng trước thì mình chưa dám đụng vào Haki cho con main đâu. Rồi quay chỗ nhà xưởng gây Vega Fang nhé, mình vứt nó vào. Còn tầm này nghĩ chả ai cướp được cái tốt quan tật nữa đâu. Tại vì cướp với mình quá là dại dột đúng không? Chả ai cướp đâu. Có cái gì nữa không nhỉ? Ở đây đanh quanh thứ vừa mua xong nó khá là nhanh. Bây giờ xem qua tí chỗ này có cái gì nhé. Đầu tiên là mấy cái đinh tinh mình cất trong túi chứ. Cái này mở luôn đi. Nhiều khả năng mình sợ cái đoạn này hơi ngắn thì chắc mình nối tiếp luôn cả ngày hôm sau và cho nó dài dài tí. Tại các bạn giờ này thấy chủ nick cũng không vào nick mấy thì ra tôi bảo đằng nào cũng on thì thôi để mình vào mình ghi hình các bạn xem thôi chứ ra cũng chả có nhu cầu quay cái này lắm. Giờ mở luôn mấy túi ra đi. Nói chung là Haki mình cảm giác vẫn chưa nhiều lắm đâu. Này phân giã bớt ra một tí đi. Đang cố gắng, đang mục tiêu là tuần tới sang tuần thương thành là sẽ full được cái dàn thần thạch sang bên vấn đề về thủ, tức là sẽ đổi hết cả máu sang thủ. Thế chỉ là mục tiêu vậy thôi chứ chắc đã đủ vàng để tiêu đâu. Này dùng hết đi. Cái vàng lặt vặt thì dùng luôn đi. Danh hiệu này có rồi, cất để cống cây. À, cái danh hiệu đấy chơi rùi chỗ nào ra chả biết nữa. Thôi kệ đi, ra bị đầy túi một tí. Xem mấy trang phía sau thêm cái gì. Lần này cái tinh linh mỏ đều nên ra kiếm ăn cũng tốt. Kiếm được khá nhiều dấu đỏ. Tất nhiên là cũng không nhiều mức siêu nhiều nhưng mà cũng được tương đối. Tại vì cũng giúp mình cải thiện cái trận hình một chút xíu. Đang 53 mảnh các bạn, mình đang bị hết điểm thôi. Mình đang chờ xem ngày mai là thứ năm ngày kia. Ngày kia ngày kia là cái ngày liên quan đến boss hội. Thì em sẽ đẩy đi, mình đánh nhiều để mình lấy cái vật phẩm mình cống. Cống vào cái kia lấy điểm thì mình đi đổi tiếp. Mình đang chờ tinh linh đợt cuối mà chưa thấy nó ra nhỉ. Đang chờ nó tinh linh mỏ đợt cuối. Còn điểm quát tật thế này là quá yên tâm rồi. Nhưng mà chủ yếu chỉ là lấy thêm cái đồng xu phòng bất chắc thôi. Chứ còn mấy cái kia mình nghĩ chắc chả quan trọng lắm. Chứ lấy thêm đồng belly phòng về sau lên tướng nó tốn nhiều ấy. Còn lại những cái khác nghĩ không có gì quan trọng nhiều. Tuần này tiêu hao vàng đấy, không nhận thêm được cái quà gì mấy. Shop này coi như xong, tuần sau nếu mà thuận lợi có thể mình lấy Sabo. Bây giờ cũng chưa biết đối nào lần Sabo nằm trong nhật ký nào nhỉ. À sổ tay, bên này nó gọi sổ tay ấy. Sabo để mình lên gáp với A ấy. A ở đây chỉ cần lên con A này, A của mức độ ấy nhỉ. A này chắc là A Haki thôi. Còn con gáp thì phải lên con gáp của Sura. Nếu lên vậy thì hơi lâu. Chắc là lên bộ Sidafushi trước vẫn nhanh hơn. Nâng một mình Sidafushi nó rẻ hơn là nâng ba con kia. Nâng ba con kia sợ cóc đủ Haki thì nâng ấy. Nói chung là rất là bất lực cái Haki nha, không thể nào đủ Haki thì lắm tướng phải lên quá. Này dung hợp bớt lại cho nó đỡ chật túi. Đấy, quay viên level 6 nâng tiếp vào đây. Mấy cái đồ rác rác này vứt đi. Tại mình bảo Duy đề xuất nhiều món bán trong đợt tuần sau quá.
nên nếu giả sử được duyệt hết sợ nó hơi nhiều, nhiều hết vàng nhanh. Đang tính tuần sau là hết vàng này, có hai lần miễn phí thì chắc ấn nốt hai lần miễn phí được thêm cái gì hay cái đó. Tuần sau đấy thêm cả tử hồn để rèn đồ nữa cơ, farm rất nhiều đồ quặng rồi nhưng mà không có đấy để rèn đồ. Giờ mình chỉ chờ nó con tinh linh thôi, không có gì nhiều ấy. Kéo nhiều khi mình nối video tiếp ngày mai đi. Ngày hôm nay không khai thác thêm được cái gì cho ngày hôm nay, chủ yếu là vậy. Hơi tiếc một chút xíu ở đây tình hình là hội có vẻ bạn hội bạn mạnh top 2 mình như bạn định bán nick cái sao, đâm ra lại không có đủ team để đánh cái quốc map rồi. Nên thành ra quốc map tạm thời lại quay về cái kiếp là không đánh nhé. Nhiều bạn không biết để tưởng sao, ví dụ như một số bạn không biết để nghĩ tại sao mà không đánh ấy, thực ra không có người đi cùng. Còn tổ đội chiến có người nào đi cùng không tính sao, mình cũng chưa biết là sau cái công hội chiến, mình chưa biết là sau công hội chiến thì sẽ giải đấu gì. Nên thôi chờ nào ra thì tính sau, đây nhận tí cái quà thôi. Thế còn sau đấy là giải đấu gì mình chưa rõ lắm. À được thêm cái này ngon này, ừ cái này đúng thứ mình đang cần rồi. Có cái này chắc đi tìm xem có ra con Sidao Si đổ tiếp. Cái bảo thụ là thứ mình đang cần. Mình cần nhiều cái này để lấy điểm. Đây quay ở chỗ trong này, cho vật phẩm này vào lấy điểm. Được 6.900. Có thể làm mới được không? Thôi để cho ngày mai đi. Hôm nay là ngày tiêu hao vàng, làm mới thì tốn vàng ấy. Mà 6.900 đổi được khoảng tầm 2 mảnh là cùng nữa. Cộng thêm công hiến berry được khoảng tầm 2 mảnh là cùng nữa. Vậy thì để cho ngày mai mình kiếm nhé. Thì ít nhất đủ điểm lấy thêm 2 mảnh nữa cho sớm đủ cái mảnh Shadow Oxy nữa mà. Còn lanh quanh chỗ này hết rồi. Thôi rồi để mình nối tiếp video vào ngày mai. Còn Wanted thì chắc chắn là ăn được rồi nhé. Vì đang chờ nốt tập tinh linh nữa. Nó chưa chịu ra, tôi để chờ thêm tí nữa. Thì thôi mình sẽ nối tiếp bạn sang ngày của cái thương thành. Còn hôm nay là với ngày của tiêu hao vàng, nghĩ là tạm thời như vậy là ổn rồi. Chờ xem ngày mai nào nối tiếp các bạn xem luôn trong video này nhé. Rồi ok, nhưng bây giờ tiếp tục sang ngày 16-11 rồi, sang ngày đầu tiên của cái chuỗi sự kiện tuần sang tuần của thương thành nhá. Bắt đầu ta có thể thoải mái chi tiêu rồi. Đầu tiên là có cái lễ bao này, đầu tiên ta ăn lễ bao đã. Nó cho mình thêm cái cờ Itaki, Wano, chiến công các thứ linh tinh. Nói chung mấy cái này không quan trọng lắm, chỉ lấy cái cờ thôi, nó như nào thêm tí vàng rồi thôi. Tiếp tục nữa ở đây do mình vào trong shop giảm giá, đầu tiên sẽ mua được ngay lập tức là mua được bánh mì này. Này vẫn chưa có cái mình cần lắm. Cái chiến công thì thực ra vẫn cần rất nhiều nhưng mà thấy bán nó hơi tốn, trái kinh nghiệm cần rất nhiều hơi tốn mà chắc bỏ qua. Tại vì trông thì hơn 100k vàng thì thôi chứ mình tính sơ sơ một số thứ quan trọng nó ra là hết sạch chứ mà. Nên thì ra hôm nay chỉ mua lấy hai thứ là bánh mì với lại cái hạt năng lượng nhé. Tại vì trông vậy thôi mà chủ mua là hết ngay. Tại vì mua mắc cái trái kinh nghiệm ấy là mất bố nó khoảng tầm 25k vàng rồi. Và mua mắc cái chiến công mất khoảng tầm mười mấy k vàng rồi. Nghe sơ sơ nó bay gần hết vàng rồi nên tôi không mua hai cái này nhé. Bỏ qua đi, tại vì thực ra bây giờ nguyên máy nạp thẻ cho một đống chiến công rồi. Nên ra thôi cứ bỏ qua đi. Cái nạp không nữa cho nhiều lắm rồi. Lần này bắt đầu ra thêm vượt đải đại chiến rồi, không biết có thêm khách nào chiến không nhỉ. Vượt đải chiến lần này thì ra thì rất là tự tin vì đợt này không dính đi Gia Lai. Tại nếu đi Gia Lai phải sang tháng 12 cơ. Nên thành ra là đợt này mình đang quay khoảng tầm ngày 16 đến 11 thì coi như ăn trọn được cái mùa vừa đải rồi. Còn nếu trường hợp mà không ai thuê tập trung đánh nick này thôi. Nick này nhiều vàng sẵn rồi. Và chủ nick người ta cũng hay kiểu bonus thêm tiền nên thành ra thôi thì cũng không cần để nhắn là bạn có đánh giải đấu hay không. Mà nếu cho trường hợp mà không có ai thuê thì auto đánh nick này, mà kể cả có người thuê vẫn đánh nick này cái hạng cao cao một tí xíu vì đằng nào nick cũng nhiều vàng mà thì kiểu vậy. Đó, nên thành ra riêng nick trường hợp nick này là mình không ấy, tại mình cảm giác là cái tiền người ta cho thêm nên nó cũng ngang cái tiền đánh giải đấu, thậm chí còn hơn ấy. Nên thôi nghĩ là thôi, tất nhiên là cái tiền đấy là tiền không cố định, tức là kiểu vui lâu lâu thấy người ta lại bắn mình ít tiền. Còn tất nhiên là không cố định là cứ một tuần, hai tuần hay bao nhiêu tuần, nhưng mà cái số tiền đấy mình thấy là điều là nếu mà cách một tháng có giải đấu một lần ấy thì cũng gần như là na ná như kiểu người ta thuê đánh giải đấu rồi, nên mình tự giác mình đánh hộ luôn thôi. Đấy chỉ đơn giản như vậy thôi nhé. Còn tất nhiên là mình vẫn nhận khách bình thường, nhưng tuy nhiên mình không biết có khách hay không, cái đấy không quan tâm lắm. Rồi ta tưởng vào tiếp vấn đề ở đây, tiếp là sang đào vàng. Đào vàng thì nhìn qua có cái gì cần thiết không nào? Đào vàng này có lẽ là không cần thiết lắm nhỉ, tại vì các bạn con Luffy nick này có rồi nên là đào này có mùa này có vẻ đào vàng không hấp dẫn lắm. Tại vì mùa trước nó có cái vật phẩm của con Katakuri, và mùa này thấy cảm giác không hấp dẫn lắm thì chắc là bỏ qua. Rồi tiếp tục nữa là sang tiếp bây giờ có cái gì nhỉ? Hay bây giờ đổi tí tử hồn để lên để nâng cấp trước chứ. Tại vì hôm nay bắt đầu sang tuần này rồi, chúng ta có rất nhiều quặng mà chưa nâng được. Cái chỗ điểm hiện tại ở đây nếu mà đổi ra tử hồn thì lấy khoảng tầm mấy ca nhỉ? Chắc cũng phải lấy khoảng tầm 10 là 1.000, chắc phải lấy tầm 100 ấy. Con này là có 97. Chắc phải lấy nhiều một tí nhỉ, chứ không thì chắc căng lắm. Tại vì thấy đồ bây giờ tốn quá. Hay lấy 50 phát một thôi. Thử lấy 50 túi trước xem. Đúng ra là chả đổi cái này đâu mà các bạn bây giờ vì do cái tốc độ tăng trưởng nó nhanh quá đéo có không có tử hồn không dùng được. Rồi sau đó bây giờ tiến hành rèn, đầu tiên rèn Big Mom trước.
quá trời quặn luôn mà. Ở trong này có vậy tính tổng tổng ra đổi nốt ra đây chắc khoảng tầm 9-10 nghìn, 8 nghìn mấy chưa được 9 nghìn, không rèn đấy nhé. Rèn mà phát mất tận 6.500 thì bảo rất là tốn luôn ấy, không đổi không được nhé, nên chờ nhặt không biết bao giờ cho đủ. Cái này bây giờ lên tiếp thì thiếu quặng, thiếu cả đám kim, thiếu rất nhiều thứ rồi, tạm thời dừng ở mức này thôi, không lên được cái nhẫn cao nhất. Lắp lại cho Big Mom này. Thế bây giờ ngó qua tí đồ thủ xem có lên thêm tí đồ thủ không nhé. Thế đang dồn Big Mom là chính mà. Đồ thủ bây giờ tại là 165, cái này 160 à. Nhưng mà sợ không đủ ấy thì chắc là lấy đồ thủ may ra lên thêm được món này. Cả các bạn dính một số nguyên liệu khác, nãy mình thấy rèn kinh nhẫn là một số nguyên liệu gần hết rồi. Để xem tiện cái nào lên được thì lên thôi. Dù cái này đang thiếu cả cái hải ma này. Cái này thì đủ, nhưng mà xem tiếp cái bên cạnh nào. Thiếu, để chỉ rèn thêm một tí cái này thôi. Ít quá nhỉ, chả bỏ. Thế thôi để nguyên như cũ đi. Bây giờ rèn lên luôn thấy hơi căng mà tốn tử hồn nhiều quá. Rồi tiếp tục bây giờ cân nhắc tiếp bên ngoài, ra bên ngoài tiếp để xem có cái gì giờ dự định hôm nay nên là cái gì nhỉ. Ra thừa thiếu bao nhiêu đi vào đánh đấu trí là lại rất là đánh vượt đại chiến là rất lâu thôi. Rồi đây chỉ xem có cái gì xử lý nhanh được thì xử lý trước. Được thêm tí lực chiến chỗ này. Đi vào báo danh tí cái chỗ lôi đài không lại quên. Lôi đài cái báo danh auto top 1 thôi. Cái này rất là đơn giản thôi. Nhà xưởng Vega Fang thì vào cống hiến rồi đi. Về lý thuyết là tuần này hoạt động lễ Tết đây sẽ là hoạt động bốc thăm trúng thưởng, nhưng không biết nếu biết đâu lại lỗi như lần trước, nó lại ra thêm một lần tinh linh mỏ nữa thì sao? Đấy chưa biết được. Đây nhận thêm tí quà, hết quà rồi. Dấu đỏ nhưng nâng thêm được 1-2 cấp trận hình thì sao? Trận hình mới đang ở tầm đang nâng tầm cấp 44 à. Được 3 cái 44 rồi, cho tiếc này lên 44. Này. Này dùng hết thì nói chung là hôm đầu tiên này mình đã ưu tiên tử hồn trước, hôm sau tôi bị dồn tiếp vào cái thần thạch thủ thôi, thì mình nâng nốt cho nó tương đối thôi. Mấy cái cây giờ cũng tương đối rồi. Hôm nay mình bảo làm cái gì đó mình đang quên, mình chưa nhớ ra định làm cái gì. Thì ra đi dò dò qua các tính năng một chút xíu, đi qua tí đổi tí mảnh CLC thứ tinh tinh để cống hiến qua một chút xíu này. Cái này chắc nâng thêm một chút xíu. Đang nâng lên, cố lên cho 30 hết thì nào. Không lên được 30 hết, tốn quá. Này kiếm thêm ít mảnh CLC. Làm mới tập này nhé, mình không dám làm mới thêm vì điểm hơi ít, cứ để tạm tập này đã. Hôm nay là rơi thứ 5 thì chưa đến ngày bóp công hội, cứ cài yến tiệc đó. Nhưng mà cài bóp công hội cài đúng theo ngày cho mọi người nên chưa dám cài hôm nay. Này dùng 3 lần miễn phí ấy. Năm 54 mảnh, còn lần này có điểm là lên cũng nhanh đấy, chẳng qua không có điểm nên là lên hơi chậm. Tăng tí thân mật lên. Thân mật này cứ dồn Chopper rồi mình chuyển sang Luffy, hai con đấy chuyển cho nhau để tăng quả thân mật cho nó cao nhé. Mình chỉ loanh quanh hai con thôi. Sau đó mình chuyển cho các con khác một mũi tên tình yêu sẽ rẻ hơn. Một số cái nhiệm vụ nữa chưa làm thì sau mình làm nốt sau. Và cái hải hồ xem nâng thêm tí gì. 150 mấy nghìn thì được thêm tí cái này. Nói chung là ngày nào sẽ tăng trưởng thôi, chẳng qua là tăng nhiều hay tăng ít thôi. Nguyên tố còn thiếu nhiều nhỉ, chỗ tăng cấp nguyên tố 7.000 mấy là chưa ăn thua nhỉ, nói chung là thiếu rất nhiều. Khắc ấn thì chưa chắc đã đủ cấp.
ấn qua tí xíu. Quay tiếp sơ Big Mom đã muốn cho lên tròn tròn nhưng mà chưa được nổi thêm một cấp, tốn lắm. Rồi tiếp tục có sang cái mạng vàng một chút xíu. Mình đang mạng giờ Robin, à, Robin xong rồi đang mạng xong vòng máu của Zoro. Được thêm một cấp, rất là tốn rồi. Nên là 178 triệu rồi. Rồi mình nghĩ về mặt làm sơ sơ thứ một số cái nhiệm vụ hàng ngày thì mình làm nốt. Làm sơ sơ tí, à có cái này, có này, có pet. Pet có ít đan pet, quên mất thì cho ăn thêm tí xem có tiến hóa thêm gì không. Sau đó mình chuyển triển khai đan pet thôi. Nó sẽ gỡ bỏ cho đỡ lag nhé. Thôi mình dùng đây có 20 đan này, 20 đan dùng hết cả 20 đan này. Con này có nhiều kỹ năng chưa mắc lắm. Xong ấn cho lên kỹ năng đi. Xong trang bị nó vào lại. Đây là level 15, mắc là 250 còn rất nhiều, cần thêm rất nhiều đan để cho cái này bắt mắc hay được nhé. Ở đây tiện đây có ít cái để cường hóa luôn thì cũng được. Ít quá cường thủ công nữa. Rồi, thế sơ qua là số cái thứ của ngày hôm nay ta có thể làm nhanh chóng gọn lẹ được. Còn bây giờ còn một số cái nữa có thể làm được, ví dụ tẩy luyện đồ linh tinh, nhưng mà thôi cái đấy để từ từ đã. Tại vì hiện tại mình cũng có cảm giác là cũng tẩy thêm một chút nó cũng sẽ chưa giải quyết được vấn đề gì nhiều ấy. Nên thôi cứ tạm tạm như vậy. Bây giờ ta sang đánh cái tí cái vượt đại chiến đi. Không, đánh tí vượt đại chiến đi. Nghĩ đánh cái này sẽ thiết thực hơn. Hôm nay hiện tại top 1 hiện tại thời điểm này đang khoảng 41 cửa, mình đang quay video gần 11 giờ sáng, tức là nhiều người sẽ chưa đánh đâu. Ta sẽ đánh lên một chút xíu xem tình hình như thế nào nhé. Khởi đầu ta có A này, ta có là con mấy con này yếu nhỉ, cho Seroku này, cho Lola này, Moria này. Ta dùng tạm con Seiyo này, hơi yếu, tin này hơi yếu. Nhưng mà vì mấy cửa đầu đánh thử vận may một chút xíu vẫn win được, do mấy cửa đầu nha, mấy cửa sau không win được đâu. Con Lafitte, con Brook này. Mấy cửa đầu đánh không xem trên báo này vì nó đang khá là yếu. Để sau nó khỏe hơn thì xem trên báo sau. Để Rokodai hứng đòn ở dưới nha, một lúc nhây ở trên Sentomu hay xui choáng. Để Lafitte kết hợp cùng đây biết đâu nó lại khống chế được. Bắt nạp mấy cửa đầu thì cái chỉ số yếu nhé. Đánh spam một hai lần là win. Tại vì chỉ số thì đang yếu, chứ nếu về sau thì cái châu là không dám đánh đâu. Có Frankie, Fukabushi, tức là mình thường quán mình tiết kiệm được roll cho ngày cuối. Mặc dù có thể đôi khi vẫn toạch top nhưng mà đa số sẽ ăn được. Fukabushi nhây ở dưới kết hợp với lại Tashigi đi. Frankie đốt cháy ở trên thì con này nhây ở dưới đi. Nó cho hai con này đứng vậy. Cửa số 4, ở đây có Zoro này, có Ken này, có Nami này, có Aokiji này. Chắc là chơi tạm con Inazuma hoặc là Tashigi. Tashigi đi. Nếu dùng Ken choáng ở đây cho nó khỏi hỗn loạn đi, thì cho Zoro, Nami thứ dí ở giữa đi. Aokiji lên đầu đi. Tiếp tục đến cửa số 5. Đây có Robin bắt con Hody choáng này, Lucy đạp này, Kirazu đạp này. Chắc tao tí Master Hou chém đi. Mấy cửa đầu đơn giản thôi, mấy cửa sau mới khó. Có Luffy này, có Gap này, có Zeo này, có Califa này. Chắc làm tí Net Twin đi. Đây cho Gap hứng ở giữa đi, Luffy đấm ở dưới cả với Zeo đi. Net Twin, Califa ở dưới đi. Tiếp tục đến cửa số 7 này. Có hai búp này, có Ryushi này, Mr. Hyde. Chắc dùng tạm con Sander Sonia đi. Mr. Hyde nhây có tóc hồng nhá. Ryushi ở dưới, con này cũng ở dưới. Để con này lên trước đi. Tiếp tục đến cửa theo, cửa số 8 nhé. Có Smoke, CLC. Hơi khó nhỉ, Marco, Kiwi với lại Perona. Cái Perona núp sau rồi sao. Hơi khó đánh thử vật may, trận này chưa chắc đã win được. Tại vì nó không có miễn dịch mê hoặc nhiều, cho mạnh hơn tí. Aokiji, Dawson, Zoro, Frankie, Mr. Hyde đi. Aokiji lên trước đi. Nói chung là mấy cửa đầu mình hạn chế làm mới nhiều nhé. Chỉ làm mới một chút xíu thôi. Đa số là đánh luôn. Cho con một lúc hứng đòn ở giữa đi. Frankie boa ở dưới đi. Búp trên đi. Búp dưới này.
Cửa này cho tất cả những con đam vào thôi. Những con nào tấn công là cho hết vào. Lấy một con búp đi. Cửa 11, ta có Howdy, ta có Funky, ta có Nami, ta có búp và có GB. Ở đây thì cho Howdy choáng trên hay dưới nhỉ? Choáng dưới đi, Nami nhây ở trên cái hợp Funky đi. Funky đến trước đi, GB ở giữa đi. Cửa 12 đây có Robin này, ta có Kaku, ta có Miela, ta có Elizabeth này. Ta có con Bruno này, Robin bắt một con đi, Kaku đạp ở giữa đi. Nếu con này đánh nhây nhây đây đi. Cửa 13 này. Này thì hơi khó nhỉ. Cho mạnh hơn tí nữa. Đây có Howdy nhây ở giữa, Robin Go miễn dịch mê hoặc cho đứng trước đây này. Con này giảm nộ, con này búp. Với lại con Tatsugi quăng choáng nhé. Hy vọng sẽ được. Ok nhé. Tiếp tục cái cửa tiếp theo, cửa số 14 nó có Robin này. Nó có búp này. Để chơi nhiều búp, 2 búp rồi. Cho thêm con này thôi, chơi 3 búp vậy. Để cho con này vào cái gì cấm tích nộ tí, cho này lên trên cái gì choáng ấy. Búp này hơi nhiều quá. Cửa 15. Ở đây nó có Califa với con này hơi yếu, cho mạnh hơn tí xíu đi. Đây có Lo thì ngon này, có Howdy này, có Smoke này, có con Marcelang này, có búp này. Con Howdy gây choáng chắc để có Smoke hứng ở giữa đi. Thì Lo bắt ở dưới, Lo miễn hỗn loạn bắt ở trên đi, Howdy bắt ở dưới. Để Marcelang đứng ở dưới cùng đi. Cửa số 16 lại có Lo tiếp thì ngon rồi. Lo Usopp, Nami, Dawson và Kaya. Lo bắt ở đầu tiên đi. Nami dí ở dưới đi. Thì ở đây có tiếp là Dawson ở dưới hỗ trợ, Nami bắt ở giữa, Usopp bắn sau đi. Cửa số 17. Nhiều búp mấy con đi cùng thì không có gì nhỉ? Mạnh hơn tí đi. Đây có Robin này, có Domingo, có Vanogger, có búp và có Perona. Chắc là Vanogger đứng trước thì Perona ở đây. Thôi để búp ở giữa đi, Domingo ở dưới cùng. Tiếp tục đến cửa số 18 này. Aokiji, Califa, Boop, Ryushi và con Thôi, chắc là chủ nick vào ạ. Thôi để vậy thì về mình nối video tiếp các bạn xem sau nhé. Đang đánh dở em thấy cửa các chủ nick vào thôi. Lâu lâu mới thấy chủ nick vào một lần nên thôi để cho chủ nick chơi tí nhé. Mình sẽ nối tiếp video các bạn xem sau. Để cho tôn trọng cho người ta vào chơi đã. Mình rất là thích cho chủ nick vào tự chơi. Tại đơn giản là mình cũng lắm nick bỏ xứ, là mình cũng không ham hố đâu. Một số bạn nghĩ là nick nhiều tiền thích chơi nhưng mà thực ra chơi theo trách nhiệm thôi, chứ còn báo vở gì đâu. Khi bạn được cầm nhiều cái nick nhiều tiền, bạn sẽ thấy một điều nó rất là bình thường. Còn khi bạn chưa có nó là sự khao khát, đúng không? Và mình bây giờ chả khao khát gì cả. Ok, để cho chủ nick vào chơi đó. Rồi tiếp tục quay trở về tiếp với cửa đại chiến nha, đi tiếp cửa số 18 nào. Ở đây có Aokiji, có Califa, có Jessica, có Hiredas, có con Ryushi. Cho hai con này đứng dưới chắc. À, không, để con đứng lên trên. Để các bạn kia nó cấm trị liệu. Để ao cái gì ở giữa còn nộ nhỉ. Để hai con này ở dưới cùng đi. Vẫn đang rất thuận lợi nhé. Cao nhất thì lại mới là 41 thôi. Đây có Nami, có Dawson, có Hina. Có hai búp không mạnh lắm đâu. Đánh thử tí. Nami ở giữa nhỉ. Để Hina nhảy ở dưới chứ. Tiếp tục đến cửa 20. Có Howdy, có Miela, có Usopp, có Aradika. Chắc chơi tạm Chromine đi. Bây giờ xem cơ bản chắc để Howdy bắt ở dưới chứ. Hay bắt ở trên, bắt ở dưới ở trên cũng thế đâu. Chromine hứng ở giữa đi. Usopp bắn ở dưới, Miela ở đầu đi. Cửa số 21. 21 ở đây mình có mấy cái này hơi yếu quá, cho mạnh hơn tí. Có Aokiji, có 2 búp. Thực ra có nhiều hơn 2 búp. Có Hina. Chắc là chơi 3 búp đi. Đây cho Hina nhảy ở dưới, thằng Chopper ở trên hỗ trợ Aokiji. Thằng con đứng ở dưới, con này đứng ở trên. Con đứng ở dưới nốt đi. Chủ yếu là hỗ trợ Aokiji nộ sớm ấy mà. Có bị lag bố rồi sao này, đéo ấn được này. Không ấn được à? Đậu phộng game. Rất là cay, không thể nào ấn lên được. Ấn lên đi chứ, đậu phộng ấy. Chui ra vào lại. Đấy win rồi nó bị lag ấy. Win rồi bị lag. Lucy mấy cái này nó cấm tích độ hơi nhiều.
cho mạnh hơn tí nữa. Aokiji, cho Hina, Ryushi, Boop. Perona mới có chủ được không? Mấy cửa đầu hy vọng có chủ được. Như lại bị lag nốt rồi sao ấy, cũng không hiện lên chui ra vào lại các win xứ rồi. Chưa win à? Chưa win mà đánh không được cái này thì biết lối nào một lần. Đầu phộng ấy. Rất là ức chế. Đây thấy lên hạng rồi chắc là win rồi mình chui ra vào lại. Nó bị lỗi này bực nhỉ. Hay đăng nhập lại game một tí cho nó mượt. Thế có Akanu này, có Nami này, có Aokiji, có Ryushi và có con Kemi. Ở đây chắc để cho Nami nhây ở đâu bây giờ nhỉ? Hàng trên này. Ryushi nhây ở dưới đi, Aokiji với Akanu ở giữa đi. Nami nhây đầu đi. Chắc để như vậy. Nhưng mà chắc mình phải loát lại game thôi. Đánh mà không lên hình cái này biết lúc nào một lần. Rất là ức chế. Giờ tí đăng nhập lại game một chút xíu nhé. Đánh cái giải đấu loát đi loát lại. Ấn thêm phát nữa không được thì ta loát lại game thôi. Thôi không được đâu, loát lại game nhé. Game nó cứ đình công vậy bực. Loát lại loát cho xem được cái hình tí biết lối cập nhật tình hình. Rồi tiếp tục đến cửa 24 này. Biết thừa là win rồi mà nhưng mà quá nó đơ hình nữa. Luffy, Fukabushi, Jessica, Hina. Chắc cho tí con killer cho Hina lên trên nhây nhé. Cái này dễ thuộc rất nhiều việc Fukabushi tỏa sáng không? Ôi chết bỏ mẹ nó đơ luôn cái này sao đăng nhập lại game vẫn bị này. Bực nhờ. Bị hoài thế này biết nào lần như win cửa 24 rồi sao. Đấy vào biết thừa là win rồi mà đánh phải chui ra chui vào hiện. Đăng nhập đầy game cũng không bị mất. Như vậy nói chung là tình hình chung là đang bị lỗi rồi. Chứ là game là ban tệ quá. Toàn lỗi lúc mình quay video đằng sau mình hay cứ hay chê. Đấy, toàn lỗi lúc mình quay video thôi. Team này không mạnh lắm đâu nhưng cũng hy vọng tí thôi. Có một cái đéo loát ở thế này chả biết làm một lần. Mất một lượt nữa, chưa win nữa, thử thêm lần nữa rồi. Để chui ra vào lại xem kết quả chưa win rồi cho mạnh hơn tí đi. Có Zeo, Luffy cho mạnh hơn nữa. Đây có lo có Ken thì ngon rồi. Ken bắt đầu chẳng lo bắt sữa chứ. Nhưng mấy con đi cùng hơi yếu nhá. Chắc phải chơi tạm. Đéo loát lên được. Đây win rồi đấy. Nhưng mà có trọng win kiểu này xem rất là ức chế. Rất là mất công những từ chui ra chui vào. Đây cho Robi bắt ở dưới chăng? Cho một lúc nhây hay để một lúc nhây nhỉ? Lúc nhây dưới cùng này. Cho thôi chắc hy sinh Lucy hứng đòn đi. Akanu lên đầu con búp ở dưới. Hãy chui ra chui vào. Đấy win đấy. Xem hơi khó chịu một tí các bạn thông cảm nhé. Tại game đấy chả phải tại mình đâu. Nó có cho mình đánh bình thường đâu. Bắt chui ra chui vào một tí. Lấy hai búp cho độ sớm nhé. Là cái tên bắt con đánh ở dưới. Đấy win rồi. Tạm thời lên hạng 3 rồi nhé. Thì hơi khó chịu tí ở game nó cứ làm khó nhau cái chỗ quan sát thôi. Usopp Akadu đam to lắm. Chopper này. Robin chắc thêm con Gap nhé. Gap đứng ở giữa đi. Con này giảm độ chắc Akadu xuống dưới né cái giảm độ đi. Robin bắt một con hay bắt búp nhỉ. Cho bắt búp hay hơn đấy. Chopper, Usopp hy sinh bắn thường đi. Thấy đam tương đối to chắc là win được. Mỗi tội chui ra thoát vào. Đây vào thấy win rồi. Cái này có muốn cho người xem chiến báo chả xem được nhé. Mình lỗi rồi. Còn đánh thì mình cứ đánh lên thôi. Mình chả quan tâm lắm nhưng mà có muốn cho xem chiến báo không xem được. Có Akanu, có Mazen Lăng. Có hai búp cho Akanu nộ sớm. Ryushi đánh trầm mặc. Lại chui ra vào lại. Chưa win rồi. À đây win rồi này. Tiếp tục cửa này có Franky, có Robin, Van Ogre, Boop. Chắc chơi tạo con kit này. Rồi cửa tiếp theo đây có Luffy này, Hody này, Robin này. Con ít chơi Jimmy chứ, chơi ít Boop một tí. Hody gắng choáng đi, Robin bắt con kia. Luffy đấm sau, Jimmy đấm sau nữa. Hay để Jimmy đấm dưới thì cũng được. Đấy, nãy giờ nãy chung toàn đánh phát win luôn đấy mà có khổ cái không xem được hình đấy.
Đây có Lo, có Fukabushi này. Có hai búp này, Grodine này. Đây nếu để Fuka bắt ở giữa, Lo bắt dưới thì sao nhỉ? Là nào Lo miễn gì hỗn loạn cho con Grodine ở đây. Hai búp hỗ trợ. Cửa 33 này. Cũng may đánh có kinh nghiệm rồi, không bị áp lực câu chuyện nhìn. Bạn nào đánh lần đầu đánh không được nhìn hình cái này, biết lúc nào đánh không? Mình đánh nhiều rồi cũng chả vấn đề lắm. Nhưng bạn nào đánh lần đầu tiên muốn quan sát, có thời gian quan sát một tí, muốn quan sát để học cách đánh ấy, mà gặp cái tình trạng game lỗi thế này chắc là chết dở luôn ấy. Đây có hai con biến dịch bên hoặc là lợi thế này, Akanu ở giữa một lúc giảm độ đấy. Marco hứng dưới hay để phanh ký đốt cháy đấy, phanh ký đốt cháy. Còn mình cứ chui ra vào lại thế là win ngay ấy mà, mình biết cách đánh rồi. Mà. Bạn nào mới đánh là hơi bất tiện. Robin bắt thằng con đi, Kaku đạp đi. Hai búp. Chắc là hy sinh con kit ở dưới hứng nha. Đánh không mạnh lắm đâu, đánh cầu may tí thôi. Thôi này cho mạnh hơn tí xíu đi. Aokiji, Lafite, Brook, Lucy, búp. Phải có tí búp vào mới nổ được. Chắc là hy sinh Lucy ở dưới chứ. Chưa được, thử thêm phát nữa chứ. Vẫn chưa được. Thay cho thêm này hai búp đi. Mình hy sinh mình bỏ bớt Brook rồi, cho hai búp cho nộ sớm đi. Cho Aokiji nộ sớm. Nếu đánh vậy Lafite lại nộ sớm thì được cái win rồi. Đấy cái con Lo có Sanji này. Kalifa Chopper với lại con Hydrat này. Chắc là để con Lo bắt một con búp đi. Này đứng ở đây Kalifa lên đầu đi, Sanji ở dưới nhây. Thế rồi đến cửa 36, sắp đuổi kịp top 1 nên mình chỉ cần đi lanh quanh ngang ngang top 1 thì mình chả cần đi xa quá làm gì. Tại vì xác định phải đánh ngày cuối ấy mà. Có Ken này, Robin này. Hai búp này. Chưa mạnh lắm thì đánh thử. Vẫn win. Cửa 37 đấy, có Ho đi bắt giữa này, đo xuân choáng trên này. Có hai búp hỗ trợ. Lấy Kemi. Thế Center Maru đánh cùng đi. Cửa 38 này có Zoro này. Có Hody Fukabushi này, có Ken này. Giảm khống chế là rất là tuyệt vời đấy. Thôi thế chắc là tôi lấy thêm con búp vào hỗ trợ thôi. Chắc là win đấy mà. Cửa 39 này, sẽ đi quá mượt nữa. Mỗi tôi không nhìn thấy hình đâu. Fanky, Lucy, Eva. Mấy con này nữa. Thôi cho tôi tạo Vista. Vista hứng đòn ở trên đi. Đốt cháy ở dưới. Con này hứng ở dưới, đốt cháy dưới. Lucy dưới, búp ở đây. Chưa win, thử thêm lần nữa nhé. Nhưng chưa mạnh lắm đâu, đánh cầu may đó. Thử thêm nốt lần này không win đổi tướng nhé. Chưa ai vượt qua 41 thì cứ từ từ thông thả thôi. Là mới tiếp, đang dùng cái lượt free mà, cũng chưa dùng đến vàng. Thực ra có thể đối phương người ta cũng có thể chưa chắc đã dùng đến vàng. Này cho con nào hứng đòn ở trên nhỉ? Chắc là để tạo con này hứng đòn ở trên cũng hên xui đó, đánh cái này hên xui. Nó cho mạnh hơn nữa. Này có Miela, có Siaoxi, có Zeo, Tashigi với Kalifa. Chắc phải hy sinh Siaoxi hứng đòn ở trên, Zeo yểm trợ phía dưới khóa bớt búp địch. Thì may ra mới nộ sớm được hai con này. Này giá xem chiến báo thì quan sát dễ hơn. Đây giờ cái win rồi. Để không quan sát được thì nhiều khi cũng không tối ưu vị trí để chuẩn 100% được. Này chắc là Lo bắt ở giữa chứ. Hay để Robin bắt ở giữa thì Lo bắt ở trên. Marco ở giữa, Rolgo ở dưới. Đây cửa 41 là ngang với top 1 hiện tại. Bắt đầu mất tí vàng đầu tiên này. Có Fukabushi này, có Zoro, có Ken, có Robin, có Hody. Trời ơi có cần nộ không nhỉ? Nếu để Fuka ở đây, Hody ở sau. Để Zoro tanh ở trước. Ken bắt con búp, Robin ở đây. Không để Robin bắt ở đây hay hơn. Kéo để vầy mà đánh nhỉ, cần quá thì búp. Đấy, win luôn rồi. Cửa 42. Nó nhiều khi dàn khống chế nó khỏe quá thì không cần búp làm gì cả. Này nó cấm tích nộ hơi nhiều, kiếm con nào khống chế đẹp đẹp một tí. Có Lo, có Ken là ngon này. Kadifa này, hai búp này chắc là được. Đây chắc là Lo Ken bắt một con này đi, thì Lo bắt ở dưới bắt luôn con búp kia. Kadifa nhây con bơm máu đấy.
Để con Kaya lên trên này đỡ bị cấm tích nộ này. Rồi, tạm thời lên top 1 nhé, mình chắc chỉ đánh nhúc nhắc vậy thôi. Mình còn chưa dùng đến lượt mua hồng vàng nhé, đánh chơi chơi tí vậy, thấy chắc chưa ai đánh, đánh chơi chơi tí. Còn đánh đánh bảo đánh hết sức chưa là chưa hết sức nhé. Phải để dành có gì hôm nào quay video, có gì quay mấy để nhét tí vừa đại chiến vào thôi mà. Để cho mạnh hơn tí xíu đi. Chopper Mila này, Luffy này, Zoro này, Master Hold chưa? Zoro hứng ở dưới, Luffy đấm ở giữa lên đi. Đây chắc để Master Hold đứng sau đây, để con búp lên trước đi. Phòng nó bị trầm mặc ấy mà. Cửa 44 này. Mila miễn dịch mê hoặc là chặn đây luôn này. Robin dây còn ở dưới, Ken bắt ở quan ở trên đi. Lafitte hiểm trợ phía sau con búp. 45 này. Akanu, Luffy, Kalifa, Book, Marco. Ô chưa win này, đánh thêm lần nữa. Tưởng win rồi vẫn chưa win. Ô vẫn không win à? Lại cân nhắc lại tí nữa. Thấy hy vọng cũng nhiều, đánh thêm lần nữa. Vẫn không chịu win. Đây đổi vị trí tướng một tí xíu nhỉ, cho Marco ở giữa đi, Luffy lên trên. Rồi. Tiếp tục đến cửa 46 này, có Lo này, có Fukabushi này, có Tashigi, có Gap, có Book. Kéo dùng con Zoro trâu hơn. Thôi để Tashigi cũng được. Lo bắt vầy để mấy con này lùi xuống tí được. Bốn mươi bảy Chopper, Eva, Aokiji, Mazen Lang. Chắc là chơi ba búp đi. Mazen Lang con này như có khả năng tự hủy hay sao thì nó đứng ở giữa đi. Aokiji lên trên này, Chopper ở dưới. Chưa win, spam một tí đi. Nó chưa mạnh lắm đâu mà cầu may tí xíu xem có ra cái gì không. Sợ hàng này bơm máu quá nó khó nhai. Ở đây có thể hay là bỏ bớt con búp đi cho con Blue Eno và nó choáng thêm tí cho vui. Thôi để mình cho mạnh hơn tí nữa. À cái gì Usopp và đàn to búp thì hơi ít. Robin, Domingo, Funky. Nếu mình lấy một búp thì sao cho thêm GB vào. Mình để con Robin bắt một con bơm máu đi. Domingo biến dịch mê hoặc nhây ở giữa chứ. Funky nó cháy phía sau, GB đấm đầu. Chưa win thêm lần nữa, không win thì chắc mình xem phương án để chơi hai búp vào. Giờ cho thêm búp nữa vào đi. Chơi kiểu này cho hai búp cho Domingo nộ sớm thôi. Đấy là win rồi. Cửa 48 này. Đánh nốt lượt này không win thì ấy, còn 20 lượt mua thêm nó tích được, cứ để đấy đã. Mình đánh nốt lượt này xem đi thêm bao nhiêu cửa. Brook mà mạnh hơn tí nữa đi. Akanu, Luffy, hai búp. Shatterbaru chứ. Shatterbaru hứng ở trên, Luffy đấm ở dưới đi. Búp hứng ở đây, búp ở đây. Bốn mươi chín Miela, Hody, Akainu này, Nami này, Vivi này. Miela, Nami, Vivi hai con đầu cuối này, Nami ở giữa này. À không, Nami ở đây, vậy thì Nami xuống dưới này. Đây đứng ở chỗ này, Vivi ở trên này. Thôi để vậy cũng được, trông nó không đẹp mắt lắm nhưng cũng được. Cửa 50 Zoro, Sanji, Zeo, hai búp. Chắc là Sanji đứng trước nó nhây hơn, Zeo ở dưới. Thôi ok, tạm thời giờ cửa 49 đã. Thực ra vẫn còn lần lượt mua ở đây nhưng mà chưa muốn đánh sớm. Đánh vậy, thấy video cũng được tương đối thời gian rồi, chốt video thôi. Ở đây mấy cái này tiếp, đằng nào bây giờ cũng phải đi treo cái Overlord đại chiến đúng không? Nên tôi có để vậy treo cái này đi tầm bảo chút xíu được. Nói chung cứ giải rác ra mỗi ngày quay một tí mà làm video luôn thôi, cũng không có gì phải vội nữa. Bao giờ ngày đua top chốt top với vội như hiện tại giờ chưa tới thì cứ từ từ. Cứ lắc vào trận mạnh mạnh phòng người ta cướp.
Rồi, auto dùng thuyền cao nhất đi. Cái này chắc phải cướp tạm một số cái nick khác, mà thường mình cướp cái tàu bé, mình không biết ai là top mạnh top yếu, mình cướp cho đủ 5 lần xong cái đại xong cái nhiệm vụ đó nhé. Cướp vu vơ chúng ai thì thông cảm một tí vậy. Đánh rất là vu vơ thôi. Vẫn chọn cái thuyền nó yếu yếu một tí xíu rồi các bạn không may ấy lấy lại cho dễ. Mấy cái thuyền cao quá, mà dù để đôi khi cái thuyền cao là thuyền là cái thuyền của người yếu ấy. Nhưng mà mình nghĩ một điều đơn giản là cái người yếu người ta đã phải mua cái thuyền cao ấy thì chắc là nhiều khả năng người ta đã tốn vàng rồi, nên thành ra thôi mình đánh cái thuyền yếu thôi. Là đánh cái thuyền Kuya, cái thuyền Moby Dick thôi. Để cho cái kiểu không may sát xuất bạn mất bạn ấy lại đỡ phí. Thế mà bây giờ bạn lấy cái thuyền giống như thuyền thuyền Big Mom giống như mình ấy thì không may mất 100 vàng ấy xong rồi đánh không được nữa phí ra. Này bị lỗi chiến báo sao không loát được này. Thôi để mình đăng nhập lại game thôi, chắc bị lỗi chiến báo. Đánh đủ 5 lần cho xong nhiệm vụ là xong thôi. Và thôi bây giờ kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nha.